Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài học tiếp theo là bài học tiết 8, bộ nét lượng, vẫn được gọi là bộ nét thủ công trong thư pháp. Thì các bạn học xong bộ nét này, sau đó chúng ta sẽ vô phần chữ. Rồi các bạn theo dõi mình viết nha. Đầu tiên ngưỡng bề của bút này, mình tạo một cái nét cong cho nó ha. Tạo nét cong cứ mình bò theo nét cong đó. Rồi nét thứ hai, nét thứ ba của mình bò xong rồi các bạn. Mình bút lên đó, cái nét này là nét chữ N. Chữ N mình lay đúng không? Đi lay đi xuống, nhưng mà mình sẽ viết các bạn tập cho nó mềm, cho nó đều, cái nét này nó giống như chữ N ha. Rồi có một cái nét nét tượng nữa, nhưng mà mình sẽ không có bàn bút lên, mình giữ nguyên cái bút luôn ha. Đây nè, giữ nguyên cả toàn bộ cái bút luôn ha. Nó ứng dụng trong chữ AN cho mình biết chữ A. Rồi viết cái chữ bạn thêm một đây rồi đó, đi qua nét rồi hướng bút vào đây ha. Cái thứ ba bạn bè bút rồi nè, thấy chưa, đi qua đây ha. Một mình nhắc ở đây nè, anh đi qua đây cũng là một cách ha. Đây nhớ là bè bút ở đây ha. Đó. Và tiếp theo là mình sẽ nhắn cái đầu chỗ này. Các bạn lưu ý cái nét, những cái nét này nó song song với nhau ha, nó song song để mình nhận biết cái đúng, thì mình sẽ nhớ là hai cái này nó song song với nhau, song song thì nó đẹp, cái nét này nó bo đều lên chứ không bị gắt ha. Nhớ là chỗ cái đoạn này nè, bo đều không có gắt ha. Rồi hay rồi, còn cái nét thứ hai nữa, thứ ba chứ. Đây. Đây rồi kia, bây giờ mình cho nó lên nó luôn ha. Bây giờ đến thứ tư là mình sẽ nhắn mặt ngay chỗ này ha. Rồi còn một cái nét lượng nữa là nét lượng này.
đi đây nè, đây chào một cái nọ con đã cứ buông mình tập cái nét nào nét lượng số này cho nó rồi bây giờ mình những cái nét ếch như vậy á thì nó sau này mình sẽ ứng dụng có nhiều cá thay vì qua đây mình có thể ha. Nhưng mà các bạn tập những cái nét như vậy đó sau này mình ứng dụng cho là khác ha. Nếu là lúc nào song song hết rồi bây giờ chúng ta ôn lại cái bài tập cái bộ nét lượng kia ha. Bạn xem mình nha. Cái này dễ quốc nè. À, nó khác nha. Và song song nè, thấy chưa? Qua nè. Mình viết lại cho bạn xem. Rồi bây giờ cái nét tiếp theo mình sẽ nhắn cái này. Giờ đầu lần thứ tư xong mới được, xong ha. Rồi từ từ mình sẽ nhắc mặt luôn này. Rồi nét lượng thứ năm của mình đó là mình sẽ sổ. Cái này để tập. Cái này các bạn viết chữ buông này. Đây. Đó. Ha. Rồi các bạn đã theo dõi bài tập các bộ nét. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để mình học các bài tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn nhiều.